Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện. Theo mình thì đây là kỹ thuật sút bóng đơn giản và hiệu quả nhất. Điểm tiếp xúc sẽ là chính giữa tâm bóng. Còn điểm tiếp xúc với bóng sẽ là chính giữa mu bàn chân. Anh em lưu ý khi tiếp xúc bóng, anh em duỗi thẳng mu bàn chân và khóa chắc cổ chân lại. Anh em lấy đà từ 3 đến 5 bước. Anh em đứng check xong với hướng bóng từ 35 đến 40 độ. Và giờ mình sẽ làm mẫu cho anh em.